Ui ừ nhờ tôi chết rồi, lại mặn rồi. Gói này mà 40.000 một cái gói bé tí như thế này. Con này dị nha. Takoyaki nha. Giống nha. Ngon quá. Vẫn thèm ấy. Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay rất là vui khi các bạn lại ngồi với Ninh và có một tập ở nhóm cả thế giới và thể theo nguyện vọng của mọi người. Ngày hôm nay Ninh đã gọi về nhà rất nhiều vị Indomie để có thể thử. Thật ra là có thêm một vài vị khác và đặc biệt là có cái gói đỏ truyền thống. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ninh không tìm thấy được. Và cũng có một vài gói ở đây thì có thể là các bạn nhìn các bạn thấy lạ vì chưa bao giờ gặp ở trên thị trường Việt Nam đúng không? Ở siêu thị hay các thứ. Thì đây chính là những cái vị mì mà ngày hôm nay chúng ta sẽ thử. Có bao nhiêu gói ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gói mì. Ok, 9 gói mì đơn giản với tôi mà, có sợ sệt gì đâu. Còn bây giờ các bạn đừng quên subscribe, like, share clip này để có thể giúp Ninh có thêm động lực để làm nhiều clip hơn nữa nhé. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm gì ạ? Ở nhà ăn cả thế giới. Ta-da! Và lượt đầu tiên chúng ta sẽ ăn 5 vị mì xào. Bình thường khi mà ra siêu thị chúng ta sẽ quen với 3 vị này này các bạn. Đây, đầu tiên là mì xào khô vị cay nồng. Đây, đây là vị cay nhất của họ hay sao ấy, mình cũng không rõ lắm. Vị bò cay cũng là mì xào khô luôn. Đấy, các bạn thấy không? Và cuối cùng đó chính là vị đặc biệt. Vị đặc biệt là cái vị gì ta? Mình không nhớ là ăn gói này chưa. Đây, vị đặc biệt là như thế này các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có hai gói từ nước ngoài. Mì goreng rasa ayam pop khasum teram barat. Cái này thì sẽ là cái vị của nước Indo luôn các bạn. Các bạn sẽ không thấy có tiếng Anh luôn. Đây là tiếng Indo. Và chúng ta sẽ có một gói của Nhật. Wow. Gói này thì là gì? Takoyaki ramen goreng rasa takoyaki. Đây các bạn ơi, thì tất cả các cái vị mì của Indomie mà xào chúng ta sẽ đều phải nấu lên chứ chúng ta không úp được. Vì mì xào ở Việt Nam có nhiều hãng, đặc biệt là các hãng của Masan thì thường là có thể úp 4 phút hoặc là Coreno các thứ thì cũng úp được. Nhưng mà các bạn thấy không, là ở đây họ sẽ đều ghi là phải nấu 4 phút hết. Mặc dù là mì xào nhưng mà chúng ta sẽ nấu lên và chúng ta trộn sốt. Đấy là vị chung của các loại mì xào đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đun lên nhá. Mình mới sắm một quả nồi. Đây các bạn ạ. Con nồi này cắm điện luôn, nó như kiểu nồi lẩu ấy, nhưng mà nó khá là bé. Và Ninh vừa bật bếp lên. Đó. Trong lúc đấy thì Ninh nghĩ là chúng ta sẽ bóc cái gói Indomie. À, Indomie. Các bạn có biết tên là gì không? Indo tức là nước Indonesia, còn mi ở trong tiếng Indo tức là mì. Giống kiểu đây là instant noodle thì là mì ăn liền nhá. Còn lại thì các bạn sẽ thấy có một số gói. Ví dụ như đây thì nó sẽ là mi instant tức là mì ăn liền. Đó. Ngoài ra thì bây giờ chúng ta sẽ ăn cái gì đây? Chúng ta sẽ ăn gói vị bò trước đi. Ăn gói lạ trước á? Thôi ăn truyền thống trước rồi mới đến lạ chứ. Các bạn ạ, ăn truyền thống trước rồi mới ăn đến lạ. Bò cay. Thơm 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 thơm. Indo food à? Trong mỗi một gói của Indo này, hình như Indo được phong là mì xào ngon nhất thế giới. À, mì trộn. Ừ, xào đếch đâu. Đây là mì trộn mà. Nhưng mà sao hôm nay cái gói này nó cứ nhỏ nhỏ thế nhỉ? Em có thấy nhỏ không? Hay là nó vỡ ra? Ở đây sẽ có bumbu sauce. Bumbu sauce và chili sauce. Đều là bột bumbu và chili nha. Đây là chính là cái gia vị đặc biệt nhất của Indomie để mà xào nấu trộn trước các thứ để nó khác biệt so với những cái hãng khác các bạn ạ. Và sợi mì của Indomie thì là mì nấu, các bạn sẽ thấy là cái màu vàng của nó rất là đặc trưng và nó không có phẩm. Đây, nhìn thế này là biết là không có phẩm này. Có không thì không biết. Đây các bạn ơi, cái nồi này sôi rất là nhanh luôn. Ninh thấy mà hợp lý, hôm trước mua bao tiền? Cái nồi này có 300, 200 mấy? 200 mấy? Săn TikTok shop. Sao có người săn được 100.000 mà? Có người săn được cái nồi này 100.000, hôm trước Ninh bán trên TikTok shop. Có người mà áp mã săn cái nồi này được 100.000, quá rẻ mà nó có thêm một cái tầng nữa để hấp ấy. Mình vừa luộc vừa hấp ở dưới được luôn. Đây, Ninh sẽ thả mì vào nha các bạn. Các bạn có nhìn thấy không? Lại sờ cả tay vào trong nước. Đấy.
mình sẽ cho mì vào đây. Nấu trong vòng 3 phút. Ở trên đây người ta sẽ ghi rất là kỹ về các cái hướng dẫn sử dụng. Các bạn nên đọc nha. Cái mì này còn bảo là không cần để lại nước, tức là vớt mì ra để ráo, sau đó mới cho vào đĩa trộn đều gia vị pha sẵn. Còn có một vài mì, ví dụ như mì tương đen, để hòa được cái bột đấy ra thì các bạn sẽ phải là gì ạ? Các bạn sẽ phải là gì ạ? Nghe như kiểu livestream. Các bạn sẽ phải làm gì nhỉ? Để lại một vài thìa nước. Cứ nói chuyện nọ, sợ chuyện kia. Đây, các bạn nhìn thấy cái hình không? Người ta còn để một cái hình mà nó cần phải cho vào cái vợt để cho nó ráo thế này cơ. Khi mà nấu lên thì cái sợi mì nó sẽ ra như thế này rồi này. Các bạn nhìn cái sợi không? Rất là dai luôn. Nấu thêm một phút nữa. Trong đây sẽ có bột ớt và bột bumbu sót. Chắc là bỏ. Đây, ớt nó sẽ bên này. Nó là kiểu bột ớt luôn nha mọi người. Ui dồi ôi. Ôi ôi. Bên này là sốt nó loãng hơn, bên này sốt nó sẽ sệt hơn như kiểu tương đen ấy. Hay là hỏng. Ui, nhìn như dầu hào luôn ấy. Như dầu hào nha. Bình thường mà có gói mì Indomie này mà chúng ta cho quả trứng rán vào là ngon lắm đây này các bạn ơi. Đấy, xong mình sẽ trộn đều nó lên. Chép cái gia vị này nó nặng quá. Cái bột này ngửi nó rất là sộc. Anh không phải là fan của Indomie. Không, anh là fan của mì tương đen. Ngày xưa mà đi ra kiểu các cái chuỗi Shop & Go các thứ ấy, ăn được gói mì Indomie đỉnh chóp. Thăng thăng. Đây, ôi, ăn một góc này là hết luôn mà. Một gói này là hơi ít, một gói này bao tiền? Đây là truyền thống, à vị kiểu phổ biến. Vị phổ biến 10.000 không? Không, chỉ có 5.000. Giá trung bình ở trên Shopee thì nó sẽ là 6.000. Bát mì đầu tiên trong ngày. Vị bỏ cay nha. Đưa gần đến miệng là nuốt nước bọt luôn mà. Mặn quá. Rút kinh nghiệm là sao cho ít cái gói ấy không? Mặn quá. Em nghĩ nên cho một nửa thôi. Mặn mà rất cay. Nhưng mà cái sợi mì Indomie nó dai nhỉ. Lúc nào nó cũng rất là dai, các bạn để nấu chín kỹ một tí nó cũng không bị kiểu bị nát đâu. Có một tí vị bò nhưng ít lắm. Nó không hẳn là vị thịt bò đâu các bạn. Kiểu nó thơm cái mùi hương liệu ấy. Sợi dai mà dài ghê ấy. Mặn nhưng mà ngon nhỉ. Tức là con này ăn nó không dừng được ấy. Ăn là nó cứ cuốn ấy. Mà các bạn sẽ hút hết cả gói. Đây. Cay quá. Nhưng mà không cay một con samyang. Con samyang là cay điên lên. Ui không được. Mình ăn 9 gói mình làm sao mà ăn hết được. Thôi gói đầu tiên ăn hết. Chúng ta sẽ sang gói thứ hai. Đó chính là vị đặc biệt mì xào khô. Cũng có từng đấy gói sốt, nhưng mà ở trong này nó sẽ có sốt riêng nha. Sốt này tên là Bawang Goreng Seasoning. Và à đây, có 3 loại sốt liền, trong đấy có một túi ớt. Gói trắng này hình như anh ăn rồi. Vị đặc biệt là cái vị gì? Là vị không cay. Ha ha. Ơ, gói này cảm giác nhiều mì hơn. Hay tất cả chỉ là cảm giác? Hay là trần nát hơn. Hay là trần nát hơn á. Cái con trong đây nó có dầu nên lại không để ý. Ừ nhờ tôi chết rồi, lại mặn rồi. Thôi xong, nguyên cái dầu vào tay. Một cây nghe nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, bàn tay đầy dầu. Cái này nhiều collagen lắm đây này. Bôi lên bây giờ là mặt gọi là trơn tuột luôn. Không, gói này cảm giác nhạt hơn. Trong đây, ôi, trong đây có cả tỏi khô. Có một cái gói là muối, một gói là tỏi khô. Ừ, tỏi khô, đây là vị đặc biệt nha. Nhìn nó có vẻ nhạt hơn đây này. Đây, mọi người ơi, xin mời ASMR nhá. Thank you.
vị nó vẫn mặn, tí nữa Ninh sẽ rút kinh nghiệm để cho ít muối. Nhưng mà con này vị nó ngọt hơn, không quá cay, nó chỉ hơi cay nhẹ một xíu thôi. Có thêm một chút mùi tỏi, tỏi khô. Đấy, ở vị nó ngọt, vị nó khá là ngọt luôn đấy các bạn ạ. Nên là Ninh sẽ ăn một muỗng nữa. So với vị của con bò cay, Ninh sẽ thích vị con này hơn. Cảm giác cái vị nó không phải chỉ là vị cay và mặn, mà vị nó còn kiểu ngọt ngọt thơm thơm nữa. Khá là ok. Nên là rau mì xào Ninh vẫn đang thích con này. Chúng ta sẽ đến gói đặc biệt đi. Màu tím trung tình. Cái gói màu tím này thì các bạn sẽ thấy ở trên đây có cái hình bánh bạch tuộc này. Takoyaki nó là bánh bánh kiểu bánh bạch tuộc tròn tròn ấy, mà là món ăn đường phố của Nhật. Trên đây có rất là nhiều chữ Nhật luôn. Và hạn sử dụng của nó là 23 tháng 11 năm 2023. Không có logo này thì chả ai biết đây là mì Indomie cả. Đó mọi người ạ. Đây các bạn nhìn này, cái sợi mì nó là sợi mì ramen nên nó to hơn một chút. Đây thì cũng không hẳn là sợi ramen lắm đâu, nhưng mà nó to hơn cái sợi mì bình thường. Dốc ra. Và ở trong đây sẽ có gì? Sẽ có một gói súp. Đây sẽ là một gói dung dịch. Và đây sẽ là một gói dung dịch. Một gói sốt. Một gói sốt. Gói này bao nhiêu tiền? 4 mấy nghìn cái gói này. Đắt hơn cả mì ramen bình thường. Con này nó là bản limited. Limited. Em đố không thể nào mà tìm được con này. Các bạn tìm được con này không? Đố tìm được luôn đấy. Đéo. Thế sao em tìm được? Tại vì em tìm được. Đỉnh chóp. Cái sợi nó nở ra khá là to. Nở ra như kiểu mì Koreno của Nhật Bản ấy. À của Hàn Quốc ấy. Này. Cái sợi nó như Koreno luôn ấy. Nhưng mà cảm giác cái sợi này nó cứng hơn và nó dai hơn. Chả có mùi gì. Các bạn biết không, ăn mì đêm là một gọi là điều quá là tuyệt vời và khám phá. Nhưng mà đêm ấy, úp thì vẫn sẽ nhanh hơn là xào chứ đúng không? Và là phải nấu, ví dụ bắc bếp ấy thì các bạn sẽ thấy lười hơn là các bạn sẽ úp chứ đúng không? Nên là bây giờ họ mới ra mấy kiểu mì trộn, mì xào mà nó úp được luôn. Bình thường em ăn đêm thì em thích ăn mì trộn hơn. Thấy á? Bị đầy bụng giống mình nữa. Gớm, ăn mì đêm mà không đầy bụng. Ý là mì nước phải húp cả nước chứ. Đúng rồi, xong rồi mì trộn mì xào nhá. Ăn xong, ui dồi ôi, ngạt mặn quá, ui dồi ôi, ngọt quá. Lại đi uống nước vào, nó ngâm, nó nở ra. Thì khác gì là mình ăn mì nước. Bình thường ăn mì nấu thì nấu một gói, còn ăn mì trộn thì nấu hai gói. Nấu hai gói, mà nấu mì trộn không thì nó trống vắng. Mình phải cho xúc xích này, mandu này, củ cải này. Rồi thì cái gì ạ? Trứng ốp. Rồi ôi, có mà thịnh soạn quá nấu một gói mì kia thì thôi úp một cái cùng lắm cho tí bò khô xúc xích vào là xong. Đây là phải thêm đống topping, rồi là chảo, rồi nồi. Nhưng mà nó ngon. Đầu tiên các bạn sẽ thấy cái sốt này nó sệt và nó đặc hơn bình thường. Nó không phải là cái sốt mà trộn mì mà ở trong mấy cái gói kia đâu. Đây này, nó dẻo quánh như kiểu là dầu hào đun lên đây này. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái gói này. Nhìn này. Dị chưa? Mayonnaise à? Cảm giác mayonnaise sữa chua hay gì đấy. Cái sốt mà cho lên takoyaki ấy. Và cuối cùng này, nhìn này. Cái này thì chắc chắn là để rắc lên rồi vì nó là bột bột. Đấy. Xong. Là bột dọc biển nhỉ? Con này dị nha. Takoyaki nha. Giống nha. Con này có vẻ ngậy đấy. Ngửi mùi là khá là ngậy đấy. 45.000 lại bảo. 45.000 á? Một cái nhúm này. Một cái nhúm này 45.000. Nó có cái hai loại sốt và đặc biệt là có cái sốt như kiểu mayonnaise nên là nó khá là bám dính vào đây. Và ngoài ra thì sẽ có thêm cái bột rau nữa. Con này không giống sốt takoyaki lắm. Nhưng mà cái phần sốt nâu ấy, cái phần sốt nâu nó hơi nồng, cái vị nó hơi mạnh quá. Cái vị nó hơi mạnh quá và cái sốt trắng ấy, cái mayonnaise ấy nó cũng hơi ngậy. Không mê con này nhá. Đắt mà không mê nha các bạn. Đây chính là cái bột rong biển mà hay rắc lên, chỉ là không có tí cá bào thôi. Nhưng con này vị nó cứ đậm quá, cái sốt nó đậm quá. Nói chung là Indomie nên nghĩ rằng các bạn trộn dần sốt thì đúng hơn. Chứ các bạn mà trộn ục một phát cùng một lúc vào như cái vị truyền thống của nó sẽ hơi khó ăn. Cái này chưa chắc người Nhật đã thích, không biết. Nó chắc là bán thị trường Nhật chứ. Nó bán ở thị trường Indo và thị trường Nhật. Sinh cũng có gói này. Nhưng mà không thích lắm. Ăn thử mà không thích. Nên chuyển sang gói mới đây. Oh my God. Đây, có hai gói này.
Thôi, đang thử dở vị lạ, thử luôn cái gói này. Mì goreng rasa, đây là mì gà hay sao ấy? À, đây là mì truyền thống. Vị này là vị truyền thống của Indonesia. Không biết đây có phải là cái món truyền thống không, nhưng đây là vị truyền thống nha các bạn. Đó, và gói này thì không có tiếng Anh, nó toàn bộ là tiếng Indo trên đây. Cái sợi mì này là cũng khác mì Indomie truyền thống. Sợi này trắng bệch luôn. Và trong đây sẽ chỉ có hai gói thôi, một gói sốt này và một gói sốt này. Indomie nước ngoài không có mấy kiểu gói cay các thứ hay sao ấy. Nó dồn hết vào các cái gói kiểu basic thế này thôi. Anh chưa ăn cái mì nào nó trắng như thế này luôn ý. Mì này là mì trắng ởn luôn ý. Hay mì này là mì không có trứng? Mì là mì không chiên. Chiên chứ, dầu lên ầm ầm này, không chiên. Đây các bạn này, mình sẽ bỏ cái nồi xuống. Ôi, thôi xong đổ nước rồi, ướt hết quần rồi. Băng cái gì ra lấy hộp cái khăn. Mọi người ơi, mọi người nhìn này. Nó là ớt sắt miếng luôn ý. Trời ơi. Nên không dám đổ hết đâu. Nó là ớt sắt miếng luôn ý. Xong rồi nó sẽ có thêm cái gói sốt này nữa này. Cay ý, ngửi mùi đã thấy cay rồi. Thôi xong. Ăn làm sao nổi con này. 40k đó nha. Hả? Riêng cái gói bé này cũng 40k. Em biết cái... Ui, cái ớt này sộc kinh. Em biết cái gói ớt mà ớt nguyên quả của bọn Thái Lan không? Đó. Nhưng mà gói đấy không cay mà. Anh bảo gói đấy không cay. Ừ, gói đấy không cay nhưng cái mùi nó y hệt luôn. Tức là cái mùi ớt nó sộc lên ý. Đây. Ôi ôi, các bạn nhìn này. Trời ôi. Ơi. Đúng cái mùi nha. Cái mùi nó rất là nồng luôn ý. Mà cũng 40k. Trời ơi, gói này mà 40.000 một cái gói bé tí như thế này. Định tưởng là cái gói em để lại cái gói cay nồng thì là cay nhất, nhưng gói này có vẻ cay nhất. Có thể nó không cay thì sao? Không cay sao ạ? Như thế. Cái mùi bột ớt lắm luôn ý. Ăn thử một sợi trước đã. Không cay mà. Ngon nha. Cay nha. Cay nha. Nhưng mà ngon đấy. Cái tức là cái ớt nó rất là cái ớt nó rất là cay. Nhưng vấn đề là cái cay này nó ngon đấy. Cái vị của cái này nó rất là ngon. Thơm. Có một tí vị gà. Bia anh thử thách không? Anh đổ nốt cái gia vị ấy vào. Cay quá. Ngon quá. Vẫn thèm ấy. Cái vị cay nó ngon lắm ấy. Thì nó rất là cay thôi. Mà còn chưa đủ hết. Nhân tiện ăn gói cay, bắn ra nước bọt. So sánh với con cay lồng. Cay lồng. Mọi người ơi, Ninh vừa đọc thì con này không phải sản xuất ở Việt Nam, mặc dù có chữ tiếng Việt, mà là sản xuất bởi công ty ở Indonesia luôn, nhưng mà được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Indomie Việt Nam. Tức là cũng không sản xuất ở đây luôn. Nhưng mà nhá, con này cay rất đã. Tức là nó dừng cái cơn cay phát. Dừng luôn. Nó chỉ hơi nóng nóng cái khoang miệng, chứ con kia, mấy con kia là cay dai dẳng. Con này dừng một phát là dừng luôn. Còn đây, mì Indomie Việt Nam rất khoa trương. Gói nào cũng một nồi súp. Đây. Con tỏi phi này. Con này có thêm hành phi, Ninh vừa ăn thử không phải là tỏi, mà nó là hành phi. Đây, con này nhìn thì cũng bình thường. Ăn con lúc nãy được, ăn con này đơn giản. Mời các bạn nhé.
nhớ to. Nồng đâu? Không nồng ư? Nồng đâu mà nồng? Lục chi? Lục chi lục chó. Lục bao. Ông Biden. Ơ? Ông Biden. Đến đó, đó là anh đi bệnh viện. Nên đó là anh đi bệnh viện là không? Đang đưa ông Biden đi ra sân bay. Con này không cay nồng. Ơ? Nhưng vị con này ngon ấy. Ngon không? Anh cho ít muối hơn nhá, không bị mặn quá mà nó thơm. Nhưng đúng là con này thiên về vị cay và có thêm mùi hành, mùi tỏi phi. Round 1. Con này vừa dễ ăn vừa ngon, nhưng tết chế muối lại một chút nha các bạn khi mà ăn nha. Đã bao giờ các bạn nghe thấy mì Indomie nấu chưa? Mì Indomie mà nấu thì là nấu để trộn, nhưng đây là nấu để mà ăn mì nấu thì chưa đúng không? Và đây là mì đầu tiên mình ăn, cái gói đầu tiên ăn trước mà nó trương mất. Đây là vị cà ri ayam. Lúc đầu ngửi mùi hơi Trung Quốc nhưng thật ra là đến lúc mà chúng mình nhìn lại thì nó là vị cà ri. Nên là mình sẽ ăn thử nha. Trong đây có một tí hành khô cơ. Nhưng mà cái gói này nó hơi vụn. Gói này nó hơi vụn các bạn ạ. Và nhìn 4 sợi mì là 4 sợi khác nhau luôn chứ không phải là một loại đâu. Vị cà ri không cay. Cũng được đấy, vị nó cũng lạt lạt không đậm lắm đâu mọi người ạ. Chúng mình cho hết cả gói muối đấy chứ. Nhưng mà cái sợi mì ở đây nó hơi mặn rồi nha. Sợi mì này là hơi mặn rồi nha. Ăn cũng lạ lạ. Nhưng mà Ninh thì Ninh không thích cái vị này lắm. Cà ri nên là cà ri ra. Tiếp theo chúng ta sẽ đến sotomie. Sotomie không biết là vị gì. Có cà chua, có gì nhỉ? Có chanh. Có cà chua, có đậu. Lại thèm bún đậu. Mì Indomie các bạn cho ít nước thôi nhá. Cho nhiều nước là nó bị nhạt đấy. Như gói này Ninh cho hơi nhiều là nó nhạt hơn một chút. Sợi bên này thì nhạt hơn. Soto này ăn cảm giác như chay ý. Đúng không? Nó như kiểu mì chay ý. Ăn nó như... Nhưng mà con này không ngon bằng con chay của Hảo Hảo. Con chay ở Hảo Hảo ngon hơn. Con chay Hảo Hảo nó đậm đà hơn. Ayam Ba Quang, cái con đốc đầu mình nói này. Ayam Ba Quang. Con này nhìn đoán thoáng qua thì đoán nó là mì gà. Sợi con này trắng tinh, trắng nhất luôn. Sợi con này trắng nhất luôn. Con này ăn cũng thanh thanh, nó cũng thơm ấy. Con này giống kiểu con mì và gà vàng ấy. Mì gà vàng nó thơm hơn một chút các bạn ạ. Còn con này thì nó nhạt nhạt hơn. Nước của mì Indomie nó khác hoàn toàn với nước của mình. Nước của mình là nước đậm, mì nhạt. Hảo Hảo thì đương nhiên là sợi nó mặn hơn, nhưng mà ở đây là nước nhạt và sợi mì ok. Kiểu sợi mì nó có thể ngấm luôn được cái gia vị vào ấy. Rasa Ayam Spanish. Cũng là gà. Gà, cũng là gà tiếp. Gà với phở. Phở gà. Phở gà sợi mì tôm. Ngon. Con này ngon. Con này vị nó dịu, nó êm, nó ngọt. Và váng mỡ gà là nó cứ ở trong mồm luôn. Từ cái dầu ấy. Hình như trong từng tia nắng có nét hình nghịch bạn trai. Rasa Ayam Special. Oops. Chính là vị mà Ninh thích nhất trong vị mì nấu. Con này bao tiền? 39.000. 4 con này mỗi con 39.000. Yes. Ôi dồi ôi. Cứ 40.000 một gói mì thế này thì bây giờ bỏ thì vương mà thương thì tội. Đần người. Ăn mì xong rồi đần người. Trứng chín hết cả rồi. Sắp cháy rồi. Ngày hôm nay tôi chốt lại với các bác, chốt lại với các bạn là gì? Đó chính là với vị mì mà Ninh nghĩ rằng là dễ tìm nhất, ngon nhất của Indomie trong lòng của Ninh. Ninh chưa ăn thử cái gói đỏ thì nó là vị sườn thế nào Ninh không rõ lắm. Nhưng mà hiện tại vị đặc biệt của Indomie là vị mà Ninh thích nhất. Vị đặc biệt. Hai vị mà các bạn nên thử nếu muốn mì nước, các bạn hãy ăn Rasa Ayam Special. Rasa Ayam Special.
Còn nếu các bạn muốn ăn mà vị cay, mà nó đặc biệt, mà nó cay nồng lên, rồi nó lặn tăm, kiểu như là một vì sao vụt sáng xong rồi nó chợt tắt, thì các bạn hãy tìm đến mì này. Đó chính là mì goreng rasa ayam pop. Rasa ayam pop. Đó, mì này cay nồng lên, xong rồi nó tan biến. Còn đây vẫn là cái vị mà Ninh thích nhất. Các bạn có đồng ý với Ninh không? Nếu các bạn thích vị mì khác, comment phần bình luận để Ninh có thể có thêm gợi ý, hoặc là có cách nào chế biến ngon nhất, hoặc là các bạn thích Ninh quay cái clip gì tiếp theo. Đừng quên comment phần bình luận nhé. Hôm nay các bạn biết rồi đấy, Joe Biden là đi sang Việt Nam về vào ngày bao nhiêu? Hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày mùng 10. Ninh sẽ dựng luôn để ngày mai ngày 11 Ninh sẽ lên clip cho các bạn. Nên là các bạn hãy cứ yêu cầu đi. Dạo này tôi chăm chỉ, tôi sản xuất lắm. Các bạn không yêu cầu cái gì tôi chơi cái đấy hết. Trừ khi không chơi được thì thôi. Samyang. Thôi thôi, hôm nay đã là mì rồi. Số sau mình không ăn Samyang, Samyang nhiều vị lắm. Thôi, số sau đừng ăn mì nữa. Số sau mình sẽ ăn bánh trung thu. Số sau mình sẽ ăn bánh trung thu. Nhưng năm nay Ninh sẽ quay trở lại với concept bánh trung thu nào. Các bạn cùng chờ đợi nhé. Còn bây giờ Ninh sẽ phải đi tập để tiêu hết cái chỗ mì này. Hoặc là có khi mình phải uống thuốc sổ mất.